ai đi qua xa vắng để chiều du một mình. 12 năm tình giấc trắng đôi bờ tóc đen, uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi, say cùng nhau một giọt trong mỗi đời phá vôi, say cùng nhau người ơi, chút nồng thơm cuối đời. Vương dùng nhau sợi tóc, dáng buộc trời sinh đôi. Cơn mưa như nước mắt phủ kín đời muộn phiền. Thời gian chung đã hết, tháng ngày riêng cũng phai. Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại đã tàng nào vô tri. Chết một đời rêu xanh. Đấy, là ghi âm hết rồi. Ghi âm hết rồi. Ngon, cho là đó. Rồi cái cây chống rung này á, nó nghiêng mà nó rung lại luôn á, có nghĩa là dốc á, dốc dốc quá đó. Dạ, không, quay máy cái chị cả. Đường rất đá mọi người. Wow, đẹp quá. Ôi, ôi, cây này cái gì đẹp quá vậy. Wow, cái gì mà đẹp thế. Tại vì ánh nắng đó. Nắng nó chiếu vô thì nó, mình thấy nó dậy chứ, chứ nó cũng là bình thường thôi. Anh nghĩ cây cũng bình thường thôi. Rồi ánh nắng. Nhưng mà giờ ánh nắng nó vô đó. À, đẹp ha. Đấy, có xe ôm gì. Hơi đã cao quá. Để muôn rồi. Khu này họ chưa có chán. Đất chưa có chán. Đất còn. Nhưng mà đất chỗ này ít người phá. Nhưng mà trơn à. Trơn anh. Bye. Tóc nè. Đường tóc á. Đường đầu như tóc nè. Các đất kia là tấm ngục. Cái chó chứ là tấm ngục. Quá trời, ở đây ra được nhiều lắm nha. Đó, nghe không mọi người? Ồ, oh. Wow. Wow, quá trời rồi. Wow. Đấy, lắng nghe đã quá. Đã thế. cái thế em mang thêm nước vào mấy bát ngọt. Có nước rồi hả? À. Đi trong đây toàn tre chút. Mát quá. Cái bẫy ánh sáng này quay được không? Dạ được, ánh sáng này quay thoải mái. Ba quay đêm được luôn mà. Ôi. Toàn tre, toàn tre. Đẹp thế. Ôi anh Hiếu ơi. Nó ngả ra đây đẹp quá. Anh chụp mấy tấm hình đó, đó nó như vậy đó. Đẹp dễ sợ luôn. Đây nè. Đứng anh chụp mấy tấm đó. Đúng rồi. Đẹp cây. Đúng rồi. Đẹp thế. Rồi điện thoại thì Thủy đâu? Thủy đang để trong túi. Túi nào? Túi này. Thôi để anh Hiếu chụp, anh Hiếu thợ chụp ảnh. Còn nó sáng trưng này tí. Đấy, đẹp đấy. Ồ, Hoàng thấy cái wow. Phong đẹp dễ sợ. Sáng trưng này. À. Nhìn nha. Nhưng mà nó thấy cái nền đó. Nền nó bị ảo. Nền nó. Wow, dốc xuống đã luôn nè. Wow, dốc xuống đã luôn. Đấy đi lên nó cũng vậy ha. Đấy bên kia đi lên cũng như vậy nè. Bây giờ mình xuống nè. Wow. Sao người ta vô đây người ta tu cho nó yên ổn. Bây giờ không yên ổn. Bây giờ thì con người tìm đến quá rồi. Wow. Đỉnh La Bàn. Yeah. À. Ủa nhá, à. Đúng vào đây rồi nhỉ? Rồi, giống đấy. Rồi tí nữa từ đó mình đi luôn. Chứ mình không có đi ngược lại đây nè. Đó, đây là đầu chưa? Đây là đủ món ăn chơi ha. Đủ món ăn chơi. Đủ món ăn chơi. Vậy mới được. Có hết luôn. Các runner dữ dằn. Ồ. Cũng đủ các món ăn chơi ra phết. Đó trên đầu mình đấy. Cục đá đã ra. Đi vòng kiểu gì mà lên cục đá đó là nó. Đó. Như là không. À. Đúng rồi. So ra với Ma Thiên Lãnh thì chỗ này dễ nhất. Đoạn này là dễ nhất. Đoạn này là cái đoạn mà anh Hoàng đi rất là nhanh. Anh Hoàng đi mở cõi luôn. Hay nha. À. Ồ, đông người trên đó quá. Ừ, nghe ồn nào thế? Ồn nào. Tới đây. Quá trời nguyên một cái đỉnh núi. Ồ, tới đỉnh rồi. Yeah. ánh sáng mặt trời. Wow. Em giữ dành chứ. Nó hơi phẳng vấn lại nhé. Đoạn trước cắt. Cảm giác khi lên đỉnh như thế thế nào? Khi lên đỉnh á thì nó đúng rồi. Nó hụt hẫng quá. Anh sẽ tưởng ha. Thế anh sẽ làm gì sau khi lên đỉnh? Lên đỉnh. Bây giờ leo xuống thôi. Ai đi qua xa vắng để chiều du một mình, 12 năm tình giấc trắng đôi bờ tóc đêm, uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi, say cùng nhau một giọt trong mỗi đời phá phôi, say cùng nhau người ơi, chút nồng thơm cuối đời, vương dùm nhau sợi tóc, dáng buộc trời sinh đôi. Cơn mưa như nước mắt phủ kính đời muộn phiền, thời gian chung đã hết, tháng ngày riêng cũng phai. Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại, đã tàng nào vô tri, chết một đời rêu xanh.